Chào tất cả các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn kiếm tiền rút về PayPal miễn phí nha các bạn. Cái con quét này là của nước ngoài nha các bạn. Mình chỉ việc mỗi ngày mà vô mình đăng nhập một lần là mình kiếm một tờ giấy số nha các bạn. Sau khi đủ 7 ngày thì nó sổ số ra chúng thì mình nó chuyển thẳng về PayPal cho mình luôn các bạn. Đăng nhập mỗi ngày để nhận một lần để tới 7 vé lần rút thăm hàng tuần nữa các bạn. Được chạy thứ hàng tuần các bạn. Nói với nhiều bạn bè này bạn kiếm được miễn phí, nếu giá của bạn được chọn ngẫu nhiên chúng tôi sẽ gửi tiền thắng vào PayPal của bạn. Rồi thì sơ lược con quét này ra thì chương trình nó là mình cái việc mua vé số và chia sẻ bạn bè các bạn. Đầu tiên mình hướng dẫn các bạn đăng ký luôn nha. Giờ mình đăng nhập bằng email đi các bạn cho nó bảo mật các bạn. Mình hướng dẫn các bạn đăng ký nha. Rồi anh nhân quân này không xin cơm. Các bạn mình login Facebook cho nó mau các bạn ơi. Các bạn chọn vào Facebook nè. Register with Facebook nè các bạn. Rồi. Các bạn nhớ like, nếu mà cái video này được 5 lượt like và 5 lượt comment mình sẽ tổ chức event nha các bạn. Mình sẽ tổ chức event tặng thẻ cào và tặng tiền mua mô cho các bạn nha các bạn. Rồi các bạn nhấm vô Ethereum các bạn cứ nhấm vô một màu xanh nữa các bạn. Rồi vậy là mình đã vào giao diện của nó, mình có thành công các bạn. Rồi các bạn vô chữ account nè các bạn, mi account nè các bạn, cập nhật cái PayPal của mình vô các bạn. Các bạn gõ cái địa chỉ PayPal của mình vô nha các bạn. Như Quỳnh 5.190 cộng vô cơm. Rồi các bạn ở đây chọn tiền tệ USD nha các bạn, đô la Mỹ nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào cập nhật chi tiết PayPal nha các bạn. Sau khi các bạn hàng tuần các bạn mỗi ngày vô đăng nhập một lần là mình được một giấy số nha các bạn. Rồi các bạn cập nhật chi vào xong các bạn lít cho ba cho gạch, bắt các bạn bấm nhận một thứ hai các kết quả là vừa qua nè các bạn chờ chút nó lót hơi chậm. Nè bạn, đây là những cái vé của vé số tay nè các bạn, những giấy trúng thưởng nè các bạn, có kit gì 5,14 đô người ta, 5,84 đô nè các bạn, không có 5 hoa hồng trong những ngày bốc thăm trúng thưởng đó các bạn, nó trao hàng tuần nữa các bạn. Rồi các bạn lít vô rồi vào ba cho tiếp theo các bạn bấm vào mục Redraptor. Các bạn copy cái đường link này chia sẻ cho giới thiệu bạn bè các bạn. Cái này là ai chia sẻ nhiều thì được 5x nha các bạn, đứng đầu bảng mới được 5x nha các bạn. Những người nè, những người giới thiệu giỏi nè các bạn, 5 đô. Rồi các bạn lướt qua một ba cho tiếp theo. Aboy US là gì đi tờ. Bạn bấm vào ba cho gạch, bạn bấm vào nút tài khoản của tôi là vé, của tôi là vé mình sau khi mình đăng nhập lên các bạn. Mỗi ngày mình được một vé các bạn, đăng nhập 7 ngày thì được 7 vé, nếu mà may mắn trúng thì nó gửi tiền về PayPal của mình luôn. Clip nha. Vé của mình đâu ta, các bạn nhấp vào list ba dấu gạch này của cậu, bấm lên một nhà nữa các bạn. Mỗi ngày các bạn đăng nhập vô thì các bạn yêu cầu vé các bạn. Fan. Các bạn lướt lên chờ chút xíu nữa các bạn. Vô các bạn bấm vào nút yêu cầu giá nha các bạn chờ chút xíu nó mới nổi lên nha các bạn, cứ khoảng 30 giây. You have VSU đây thì thành công các bạn, mình đã được một giá nè, giá của mình là 100001 nha, ngày 25 tháng 11 nha các bạn.
Rồi các bạn bấm vô end monetize nha các bạn. Vậy là hoàn thành nha các bạn. Rồi nữa bạn ấy qua một tài khoản đó các bạn coi, vậy làm được một vé là một vé nó hiện đây nè các bạn. Đăng nhập mỗi ngày, đăng nhập một lần thôi. Vậy video của mình đến đây cũng kết thúc. Xin chúc tất cả các bạn thật là may mắn trong một cái kèo mua vé số Bri này các bạn. Bạn đâu có mắc gì đâu mà các bạn sợ. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha các bạn.